bạn đang có kế hoạch đi Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa biết cách xin visa du lịch như thế nào. Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam xin giới thiệu dịch vụ làm visa du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đơn giản, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Hộ chiếu bản gốc thời hạn 6 tháng trở lên. 2. Hộ chiếu cũ nếu có. 3. Hai ảnh 4x6 nền trắng, lưu ý ảnh phải thấy rõ tai và không đeo kính. 4. Một bản căn cước hoặc căn cước công dân sao y bản chính. 5. Giấy khai sinh và giấy đồng ý cho đi du lịch của ba hoặc mẹ. Có xác nhận của phường xã. Nếu du khách dưới 18 tuổi. 6. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sao y bản chính. 7. Tờ khai visa Thổ Nhĩ Kỳ do công ty cung cấp. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: 1. Nếu bạn là cán bộ công nhân viên, chuẩn bị đơn xin nghỉ phép du lịch, thẻ bảo hiểm y tế và sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất. 2. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất và sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất. 3. Nếu bạn là học sinh, sinh viên, hãy chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của trường và đơn xin nghỉ phép. 4. Nếu bạn là người đã nghỉ hưu, chuẩn bị quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm bản sao công chứng, chứng nhận quyền sở hữu tài sản nhà, đất và sổ tiết kiệm có giá trị tối thiểu 100 triệu Việt Nam đồng. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.